Ớt làm sạch, được rửa qua rượu và gừng để khử mùi tanh. Khi mình nấu ếch nấu trên đất thì mình dùng muối cục mình nấu sẽ đậm đà hơn. Và khi mà mình nấu chanh thì mình xài chanh tươi. Ngoài ra mình có thể dùng chanh bột luôn, nhưng mà nó không có ngon bằng cái chanh tươi của mình. Đặc biệt ếch nấu món chanh ếch, trong đó có hai gia vị không thể thiếu, đó là sả, thứ hai là quế. Một nồi lẩu ếch nấu chanh ếch cũng là gợi ý hay trong những ngày nóng bức dễ làm người ta suy kiệt. Thịt ếch giàu đạm và canxi, còn chanh ớt cung cấp nhiều vitamin C giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Sả và quế cũng là hai loại gia vị chứa nhiều tinh dầu hỗ trợ giải cảm,